Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngày sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Bão số 7 tăng cấp trở lại sau gần 2 ngày đổ bộ Biển Đông. Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 7, tên quốc tế Yên Sinh, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 365 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến 15, 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km h Dự báo trong 24 giờ tiếp, bão trên vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 245 km sau chuyển hướng Tây Nam, tốc độ 5-10 km h suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khoảng 19 giờ vào ngày 11 tháng 11, bão trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thêm, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Đến 19 giờ ngày 12 tháng 11, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10 đến 15 km h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp. Vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc Tây Nguyên. Dự báo thời tiết trên biển, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Biển Đông đã có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17. Khu vực giữa Biển Đông, Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan mưa rào và dông dày rác Đêm ngày 9 tháng 11 và ngày mùng 10 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 7 đến 9. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 m. Ngoài ra đêm ngày 9 tháng 11 và ngày 10 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa mưa bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Đêm mùng 10 tháng 11 và ngày 11 tháng 11, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 6 đến 8 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ gần sáng 11 tháng 11, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 4 m. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão đang ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa. Chiều ngày mùng 8 tháng 11, tại cuộc họp sự cấp bộ ngành và đơn vị liên quan để tập trung các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh sẽ khống chế cơn bão này di chuyển lên phía bắc. Trong ngày mùng 9 tháng 11, bão số 7 vẫn duy trì cường độ mạnh nhất, sau đó suy yếu dần do tác động của không khí lạnh, không khí khô và độ ẩm thấp. Hướng di chuyển của bão số 7 bị chi phối bởi dòng dẫn môi trường do áp cao cận nhiệt đới nên bão khó có thể di chuyển về phía bắc. Khi đi vào bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ đổi hướng tây tây nam đi về phía biển Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, cũng theo ông Khiêm, các dự báo hiện chưa có sự thống nhất cao về hướng di chuyển của bão số 7. Trong 51 tính toán từ mô hình của châu Âu thì có 1 đến 2 phương án bão đi qua đảo Hải Nam. Nhiều phương án cho rằng bão đi qua khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì di chuyển theo hướng tây nam, hướng về vùng biển các tỉnh Trung Bộ. Dự báo của Nhật Bản cho rằng bão đang ở thời điểm mạnh nhất, từ nay trở đi bão sẽ suy yếu dần đặc biệt là khi vào gần vùng biển miền Trung thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan trên biển. Dự báo của Mỹ, Trung Quốc nhận định bão có thể mạnh lên cấp 15, 167 đến 183 km h nhưng sau đó bão sẽ suy yếu sau khi đi vào gần vùng biển Trung Bộ. Với tuổi đời gần 200 năm, những căn nhà cổ, kiến trúc truyền thống đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, toàn bộ ngôi làng có nguy cơ cao bị xóa sổ do ảnh hưởng của những đợt thiên tai, mưa bão, sạt lở anh Nguyễn Văn Xiển, cán bộ phòng nông nghiệp huyện Đồng Văn cho biết, do tác động của thời tiết và thiên tai, tất cả các hộ dân đã phải di rời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Những căn nhà, ruộng vườn với bao kỷ niệm về một ngôi làng cổ sẽ còn được nhiều người nhắc đến. Sự tồn tại của ngôi làng có lẽ giờ chỉ là vấn đề thời gian và nguy cơ làng cổ thiên hương bị xóa sổ là rất lớn. Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa bão, nơi đây xuất hiện nhiều vết nứt, ngày càng lan rộng, ăn sâu vào nhà của người dân, làm nứt toát những con đường. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã di rời người dân của làng cổ Thiên Hương đến nơi an toàn. Ngậm ngùi nhìn ngôi nhà đã gắn bó với bao thế hệ của gia đình, bà Nông Thị Hợp không khỏi buồn giàu khi chứng kiến ngôi nhà sắp bị sạt lở, cuốn trôi. Không chỉ riêng gia đình bà Hợp mà hàng chục hộ dân trong làng cũng phải di rời. Hiện nay, đa số những căn nhà, chuồng trại chăn nuôi còn lại đều đã bị sập tường, nứt vách, đổ sập. Kỷ niệm của biết bao thế hệ gia đình giờ chỉ còn là ký ức. Bà Nông Thị Hợp ngậm ngùi chia sẻ, giờ không còn nhà nữa, chúng tôi chỉ về ở tạm nhà bà con, người thân trong thị trấn, còn ruộng vườn, nhà cửa ở đây hoang tàn, đổ nát. Đối với chúng tôi, làng chỉ còn lại trong ký ức. Chúng tôi mong đảng, nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ chúng tôi có một nơi ở mới để tái lập làng, xây dựng nhà ở và ổn định sinh hoạt. Cấp ủy, chính quyền và người dân trong thôn chỉ có biết tranh thủ di rời tài sản, đồ dùng, chuồng trại chăn nuôi ra vị trí mới với mong muốn còn giữ lại được thứ gì hay thứ đó. Để ổn định đời sống cho người dân thôn Thiên Hương, Phòng Nông nghiệp huyện Đồng Văn đã lập kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn triển khai việc di rời và thành lập khu tái định cư mới cho người dân. Dự án đã được lập và chính các cấp để có các chính sách tái lập làng, ổn định đời sống cho người dân. Ông Hà Văn Tuyến, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đồng Văn, Hà Giang cho biết, sau khi kiểm tra các vết nứt và xác định nguy cơ sạt lở cao tại thôn Thiên Hương, phòng đã tham mưu cho huyện để di rời nhanh toàn bộ các hộ dân trong khu vực nguy cơ sạt lở ra nơi an toàn. Đồng thời, phòng lập chạm gác, nghiêm cấm người dân và các phương tiện vào khu vực nguy hiểm. Đơn vị đã lập dự án tái định cư cho người dân ở khu vực mới, cách làng cũ khoảng 400 mét. Mục tiêu quy hoạch là sắp xếp ổn định dân cư đối với các hộ hiện đang sinh sống tại khu vực sụt lún, sạt lở và các hộ có nguy cơ thiên tai đến sinh sống tại điểm bố trí dân cư tập trung. Tối ngày 8 tháng 11, một lãnh đạo vườn quốc gia Trốc Đôn xã Carona, huyện Bôn Đôn, Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phát hiện máy bay quân sự IAK-130 rơi trong lâm phần của vườn. Vị lãnh đạo này nói, khu vực máy bay rơi khá gần trạm kiểm lâm, Seripok, tuy nhiên anh em không phát hiện ra máy bay rơi nhưng không phát nổ. Ông Hà Công Trường, trạm trường trạm kiểm lâm Seripok, cho biết nếu tính theo đường trình bày Vị trí máy bay IAK-130 dưới cách trạm kiểm lâm của đơn vị khoảng 1 km, cách mặt đường tuần tra khoảng 600 m. Ông Trương nói, trưa ngày 6 tháng 11, cán bộ của trạm có nghe tiếng động lạ phát ra từ rừng. Tuy nhiên tiếng động không lớn, mọi người không rõ đó là tiếng động gì và nghĩ ở nơi khác vọng tới. Ông tiết lộ thêm, nơi máy bay rơi chỉ làm sới tung một khoảng đất và chỉ đè gãy một cây nhỏ. Còn ông Y Trương Nhiê, trường Buôn Đờ Rang Phóc, xã Carona, huyện Buôn Đôn cho biết, Bà con của Buôn rất vui mừng khi hai tin đã tìm được chiếc máy bay quân sự rơi ở cánh rừng của vườn quốc gia Giáp Đồn. Ông Y Chung Nie chia sẻ thêm, khi máy bay rơi nhiều người dân có nghe tiếng nổ lớn, nên nhiều người có các nhận định khác nhau. Rất may chiếc máy bay rơi cách khu dân cư của Buôn hơn 8 km, nên không có bất cứ sự cố nào. Tối ngày 8 tháng 11, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay huấn luyện IAK-130 vì lãnh đạo này cho hay, sau khi tìm được máy bay lực lượng quân chủng phòng không không quân đã tiếp cận, tháo hộp đèn, bảo vệ nghiêm ngặt và đưa ngay ra để phục vụ phân tích dữ liệu. Các đơn vị đã bàn bạc phương án để đưa máy bay huấn luyện IAK-130 ra ngoài rừng sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tăng cường 3 lực lượng, gồm quân đội, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng phối hợp với quân chủng phòng không không quân để thiết lập các vòng chốt chặn bảo vệ hiện trường nơi phát hiện máy bay huấn luyện IAK-130 rơi vị lãnh đạo này nói hiện trường đã được phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt thành nhiều vòng không ai được phép ra vào khu vực này